xin mến chào quý vị và các bạn. Do nhu cầu cần chuyển đổi sang công việc mới, ông anh đang cần bán một em Dosan 300LCV. Tình trạng máy móc thì như các bạn đang xem video đây, máy hoạt động bình thường. Con này thì chuyên đi làm công trình nên là máy được giữ gìn rất là đẹp đấy. Đấy, hiếm khi gặp được con Dosan 300LCV nào mà từ phần trần, phần đối trọng, phần thân còn đẹp, còn đều như thế này. Đấy, bây giờ thì công trình hết rồi nên bác thì muốn bán đi để chuyển sang máy nhỏ hơn hoặc chuyển sang công việc khác. Đấy, máy móc thì như video này, hoạt động khỏi nghĩ khỏi bàn luôn. Con này thì về thì sẵn chỉ có việc làm thôi. Đây là dòng máy 300 rất là phù hợp cho công ty này, rồi tư nhân thì xúc đồi, xúc khối lượng tuyệt vời. Đấy, máy hoạt động cực kỳ khỏe. Đây, chân xích, chân cẳng này. Xích thì có một vài lá bị gãy, có một vài lá kém thôi, còn hầu như là rất là đều các bạn nhé. Ga lê ga liếc còn dày dặn đẹp. Mâm thì không quay con này chưa bị nhịp tí nào nhé. Đây, kiếm được một con 300 nào mà sàn rồi ống nhức không chảy dầu gì dầu nhé. Cái con này thì từ phần thân, phần vỏ, phần gầm rất là khô ráo luôn. Máy vẫn đang đi làm cho công trình hoạt động bình thường. Em Dosan 300LCV. Từ đến cái phần gầu cũng còn rất là đẹp này, bạc ắc cần này, bạc ắc gầu rất là chắc chắn. Đấy, ông chủ này làm rất là giữ máy các bạn nhé. Để mà bắt gặp được một con như thế này rất là khó đấy. Đấy, từ phần thân này, phần gầm, động cơ, động kiếp này. Con này mỗi tội là không thấy có cái nắp capo, thì không biết là nắp capo bị mất hay là bác đã để ở đâu. Trước để sở hữu được một em này thôi cũng phải là
như thế nào mới sở hữu được các bạn nhé. Đây, gầu rất là đẹp, áp rất là kín luôn, con này hầu như áp ít không rơi thế nào luôn. Bán hết. Bán để giải cứu cho chủ. Đây xích đây, sao con này đây các bạn để ý là sao con này còn rất là đẹp nhé. Đấy, máy thì con này di chuyển ít nên là sao xiếc này, rồi từ phần cầu xích này, đấy cầu xích rất là tròn, còn tròn đẹp này, ra lê này, đây đầy đủ luôn nhé. Đấy, duy nhất là chỉ có mỗi mấy cái lá xích nó hơi kém một chút thôi. Đấy, đây. Dẫn hương dẫn hiếc còn rất là dày dặn nhé. Còn đẹp long lanh luôn. Đây. Khoang chứa lọc gió này. Đấy. Rồi. Đây. Khô ráo không? Đấy, làm gì để kiếm được con nào mà nó còn khô ráo như thế này. Quá đẹp. Con này hơi bị đẹp. Đấy, con này có khóa cửa, khóa thiếc đàng hoàng nhé, đầy đủ luôn. Đây sàn đây, phần khung gầm chassis đây. Đấy, nào bây giờ xem phần bên trên động cơ nhé. Con này đầy đủ hết nhé, khóa thì còn zin nguyên này. Này, kiếm được cái khóa zin như này hơi khó đấy các bạn ạ. Con này rất là đều luôn, áp cần này, cần không bị nứt không hàn này, đấy, xi lanh này. Đẹp chưa? Đấy. Đây, phần trên, phần quay toa, đây có thể nhìn thấy dưới bên dưới này, phần sàn rất là khô ráo này, đấy. Để kiếm được một con mà nó khô ráo từ cái phần chân lên đến phần như thế này rất là khó các bạn nhé. Đây, phần sàn này. Còn đây chính là động cơ. Đây, con này động cơ con này đây. Máy 6. Các dân tập đều nằm ở đây. Rất là rộng. Đây, động cơ đây. Đó, nét chưa? Con này mà đi làm công trình, đi làm nhà dân thì rất là phù hợp cái lý tưởng luôn. Đấy, đôi khi không cần nắp capo để như vậy là mát. Đấy, tay treo gương còn nguyên này, mỗi tội gương không có thôi. Anh em nó thích về thì mình chế thêm cái phần gương ở đây để làm nó hiệu quả hơn. Rất là rộng. Con này còn đầy đủ điều hòa các bác nhé. Đây, điều hòa, điều hiếc các thứ còn đầy đủ luôn. Không lo việc nắng nóng. Đến tầm này mà còn long lanh thế này là ok đó. Đây, bên này cũng thế. Sao rất là dày dặn này. Xích, cầu xích còn đẹp này. Phần này phần bên trong
chính là phần bơm thủy lực của em 300 này. Một cái bọ bơm màu cam đóng lại. Đấy, cửa đóng nhẹ nhàng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu về em 300 này thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên video hoặc là số điện thoại mình để dưới mô tả nhé. Đấy, tầm này thì bán cắt lỗ để giải cứu cho chủ nhân của chúng ta. Video của mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.